đấy mình ngồi ở chỗ vườn cây của nhà mình nó mát, đẹp mắt rồi các bạn. Rất là đẹp không ạ? Cái này gọi là cái trực nha. Bạn nhìn kỹ nha, thấy cây trồng khá là lâu rồi, rất đẹp các bạn xem kỹ nha. Ok,
sơ qua thôi các bạn nha. Tại vì cây nó đang trong quá trình nuôi nên là xanh nhá. Đây là dòng sim hồng, còn đây là xanh nằm điện. Đấy. Rất là đẹp các bạn ạ. Chào hẹn các bạn vào video tiếp theo nha. Xin chào.